Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện có tựa đề Quần áo mùa xuân của thỏ con. Mùa đông đã đến, tuyết rơi làm trắng xóa cả một khu rừng. Hai mẹ con nhà thỏ đều mặc quần áo mùa đông. Nhìn xem, cái áo bông màu trắng nó mới dày làm sao. Ôi, trông thật là đáng yêu. Thỏ con mặc quần áo bông vui sướng, chạy đi tinh nghịch tuyết. Thế rồi chẳng bao lâu, mùa xuân đã đến. Thỏ mẹ nói với thỏ con rằng: "Mùa xuân đến rồi, con phải thay quần áo đi thôi." "Không, con thích mặc cả áo bông trắng cơ này." Thỏ con nói xong, chạy tót vào trong rừng. Gà gô mặc một cái áo hòa, vừa bước ra khỏi nhà, thỏ con nhìn thấy ngạc nhiên hỏi: "Lúc chơi tuyết, bạn mặc áo màu trắng, sao bây giờ bạn lại mặc áo hòa thế?" Gà gô cười và nói rằng: "Mùa đông, tuyết rơi, toàn là màu trắng, thì tôi mặc áo màu trắng. Bây giờ là mùa xuân rồi, trầm hòa đua nở, thay hòa áo để không bị kẻ thù phát hiện chứ." Thế rồi thỏ con gặp ếch xanh. "Ủa, cậu ấy vừa mới tỉnh giấc, còn đang rửa mặt, toàn thân đều là màu xanh." Ếch xanh nói với thỏ con: "Bạn đã nhìn thấy cái áo mới của tôi chưa? Màu xanh thật là đáng yêu, giống với màu của cỏ cây đấy. Tìm bắt sâu mới thuận tiện làm sao." Ếch xanh còn nói với thỏ con rằng: "Này, bạn không nên mặc áo màu trắng vào mùa xuân." Thỏ con nghe xong liền chạy đi, bỗng nó gặp một con châu chấu. Châu chấu cũng mặc áo màu xanh. Châu chấu nói: "Mẹ của tớ bảo mặc áo màu này tha hồ mà chạy nhảy trong đám cỏ." Thỏ con vội chạy về nhà, đòi mẹ thay quần áo. Thỏ mẹ nói: "Con hãy soi gương xem." Thỏ con nhìn vào gương, thấy trên người mọc ra rất nhiều lông màu xám. Bèn vui sướng nhảy lên: "Con đã thay áo mùa xuân màu xám rồi." Đúng đấy, hai mẹ con thỏ rụng hết lông màu trắng, trên người mọc ra lông màu xám. Thế là đã thay áo mùa xuân rồi. Hai mẹ con thỏ vui vẻ dắt tay nhau cùng đi trên rừng hái nấm. Câu chuyện quần áo mùa xuân của thỏ con đến đây là kết thúc rồi. Hãy nhớ đăng ký và ấn chuông để nhận được những bài học từ cô, những câu chuyện từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.